Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2022. Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm các ông Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi và bà Nguyễn Thị Anh Thảo có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo một số nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào cuối năm, cũng như kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thời gian qua, cử tri phường Hòa Xuân đã nêu nhiều vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố cũng như tại địa phương, đề nghị thành phố sớm có giải pháp giải quyết, trong đó có các vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, thiếu thuốc, vật tư y tế, hạ tầng giao thông, đặc biệt là ùn tắc giao thông tại cầu Hòa Xuân, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, thiếu phòng học, trường học, thiếu giáo viên. Tên khu đô thị sinh thái thì vừa được đưa vào sử dụng cái trường mầm non Hương Sen 4. Trường này được xây dựng ngoài các phòng ban chức năng còn có 16 phòng học. Tuy nhiên cái năm học vừa qua thì chỉ sử dụng được có 3 phòng học. Lý do là không có giáo viên. Theo chúng tôi được biết như thế. Thì từ đó dẫn đến một số học sinh trong độ tuổi mầm non trong khu vực thì phải đi học tại các trường xa hơn hoặc là phải vào học các cái trường mầm non tư thục. Là trên địa bàn phường Hòa Xuân còn 6 khu dân cư chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng. Vấn đề này được bà con cử tri đề nghị nhiều năm, nhiều lần qua các cuộc tiếp xúc cử tri với Hội đồng Nhân dân các cấp. Bà con rất bức xúc vì đã nghe quá nhiều lời hứa sẽ nghiên cứu, đến bây giờ là vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, tôi rất mong thành phố sớm có kế hoạch triển khai, phê duyệt và xây dựng và bao giờ thì triển khai được, để bà con thuận tiện trong việc sinh hoạt hồi hộp, không còn cảnh hồi hộp nay chỗ này, mai chỗ khác. Cử tri phường Hòa Xuân cũng đề nghị thành phố cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo thoát nước ở khu dân cư, tránh để ngập sâu như đợt mưa lịch sử vừa qua, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, công tác kiểm tra hàng hóa, tránh việc im hàng trước Tết Nguyên đán.